Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn móc một chú vịt nhỏ xinh như thế này. Thì ở hai mẫu này thì chúng ta sẽ có chung một công thức móc. Ở phần chú ong thì cứ cách một hàng các bạn sẽ đổi màu thì chúng ta sẽ được cái phần cài màu như thế này. Và chúng ta sẽ móc thêm phần mũ. Còn đâu thì các bộ phận khác thì sẽ móc tương tự nhau. Để móc mũ này thì mình sẽ dùng len mưu cô tông 50g, kim móc hai đầu và mình sẽ móc đầu 4.0. Đầu tiên thì các bạn tạo cho mình vòng tròn ma thuật. Sau đó móc 7 mũi đơn vào trong tâm vòng tròn ma thuật. Sau khi móc xong 7 mũi đơn thì các bạn rút sợi len để thu nhỏ tâm vòng tròn lại. Sang hàng thứ hai, các bạn móc cho mình 7 mũi tăng liên tiếp, tức là 2 mũi đơn chung một chân mũi. Đơn thứ nhất, mũi đơn thứ hai các bạn móc chung chân. Cứ như vậy thì các bạn lặp lại cho đến hết hàng. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ hai, sang hàng thứ ba. Bạn móc một mũi đơn vào chân mũi đầu tiên. Ở chân mũi tiếp theo móc một mũi tăng. Các bạn làm lại cụm X, V cho đến hết hàng. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ ba. Từ hàng thứ tư đến hàng thứ sáu thì các bạn sẽ không tăng mũi và chúng ta sẽ móc toàn bộ mũi đơn, tức là mỗi hàng 21 mũi đơn. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ 6. Sang hàng thứ 7. Các bạn móc 6 mũi đơn và 6 chân mũi đầu tiên. 1. Ở 3 chân mũi tiếp theo, các bạn móc cho mình 3 mũi tăng liên tiếp. Ba mũi đơn và ba chân mũi kế tiếp.
Một, hai, ba. Ba mũi tăng và ba chân mũi tiếp theo. Và 6 mũi đơn và 6 chân mũi cuối. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ 7, sang hàng thứ 8. Các bạn sẽ móc toàn bộ mũi đơn, tức là 27 mũi đơn ở hàng thứ 8. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ 8, sang hàng thứ 9. Các bạn móc 6 mũi đơn và 6 chân mũi đầu tiên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở 6 chân mũi tiếp theo, các bạn móc cho mình 3 mũi giảm liên tiếp. 1, 2, 3. 3 mũi đơn và 3 chân mũi kế tiếp. 1, 2, 3. Ở 6 chân mũi tiếp theo, tiếp tục móc 3 mũi giảm. 1, 2, 3. 6 mũi đơn và 6 chân mũi cuối. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sang thứ 10, các bạn móc một mũi đơn vào chân mũi đầu tiên. 2 chân mũi tiếp theo chúng ta sẽ giảm mũi. 3 cho đến hết hàng. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ 10. Bây giờ các bạn dừng lại một chút để chúng ta nhồi bông gòn.
Bây giờ chúng ta sẽ móc tiếp hàng cuối cùng. Ở hàng cuối cùng, các bạn móc cho mình 7 mũi giảm liên tiếp. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Móc một mũi rời vào chân mũi đầu tiên thì kết thúc. Chừa sau đoạn len dài rồi cắt sợi. Như vậy là chúng ta đã móc xong phần đầu. Bây giờ thì chúng ta sẽ móc đến phần thân. Để móc phần thân thì chúng ta sẽ dùng len màu đỏ. Và ở hàng 1, 2, 3 thì chúng ta sẽ móc với giống với phần đầu. Và mình sẽ để cháp ở bên cạnh. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong 3 hàng đầu tiên. Từ hàng thứ 4 đến hàng thứ 7 thì các bạn sẽ không tăng mũi và chúng ta sẽ móc toàn bộ mũi đơn, tức là mỗi hàng 21 mũi đơn. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ 7, sang hàng thứ 8. Các bạn móc một mũi đơn vào chân mũi đầu tiên. Một mũi giảm ở hai chân mũi tiếp theo. Các bạn làm lại cụm X, A cho đến hết hàng. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ 8. Các bạn móc một mũi rời vào chân mũi đầu tiên rồi kết thúc. Chừa giai đoạn len dài để khâu ráp rồi cắt sợi. Các bạn nhồi vào đây một chút bông gòn. Như vậy là chúng ta đã móc xong phần thân. Bây giờ chúng ta sẽ móc đến phần tay, chân và mỏ. Để móc phần tay thì các bạn tạo cho mình vòng tròn ma thuật. Sau đó móc 6 mũi đơn vào trong tâm vòng tròn ma thuật. 1,
3 4 5 6. Sau khi móc xong 6 mũi đơn, các bạn rút sợi len để thu nhỏ tơ vòng tròn lại. Sang hàng thứ hai, các bạn sẽ không tăng mũi mà chúng ta sẽ móc toàn bộ mũi đơn, tức là 6 mũi đơn ở hàng thứ hai. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Móc một mũi rời vào chân mũi đầu tiên rồi kết thúc. Chưa xong lên để ráp rồi cắt sợi. Các bạn làm tương tự với phần tay thứ hai. Về phần hai chân và mỏ thì chúng ta sẽ có chung công thức móc. Các bạn tạo cho mình vòng tròn ma thuật. Sau đó móc 6 mũi đơn vào trong tâm vòng tròn ma thuật. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Sau khi móc xong 6 mũi thì các bạn rút sợi len để thu nhỏ tơ vòng tròn lại. Chừa xong đoạn len rồi cắt sợi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng kim khâu len để hai cái phần này được liền lại với nhau. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong. Với phần mỏ thì các bạn sẽ móc lỏng tay hơn một xíu so với phần chân. Bây giờ thì chúng ta sẽ móc đến phần bèo ở cổ. Để móc phần bèo thì các bạn lên cho mình 21 bính. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ở chân mũi thứ tư, tính từ chân kim móc xuống. 1, 2, 3, 4. Các bạn móc cho mình một mũi rời. Tiếp tục lên 3 bính. Móc một mũi rời vào chân tiếp theo. Lên 3 bính. Móc một mũi rời vào chân kế tiếp. Như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cụm. Lên 3 bính, móc một mũi rời vào chân tiếp theo cho đến hết hàng.
Như vậy là chúng ta đã móc xong phần bèo ở cổ, bạn chừa xong đoạn len rồi cắt sợi. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong các bộ phận. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành ghép chúng lại với nhau.
Như vậy là chúng ta đã móc xong một chú vịt dâu tây nhỏ xinh như thế này. Với mẫu móc ong thì các bạn cũng sẽ làm tương tự các bộ phận. Còn riêng phần mũ thì từ hàng 1 đến hàng 3 thì chúng ta sẽ móc như phần đầu và thêm hai cái dâu. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp nhé.